Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán hình lớp 11 nha các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả các bạn đó là cái định lý số 3. Mình dựa vào cái con dựa vào kiến thức toán để mình định lý nha. Mình phát biểu định lý, mình dùng công thức toán trước, xong rồi mình phát biểu bằng lời nói để cho các bạn dễ hình dung nha. Thì có mặt phẳng alpha song song với mặt phẳng beta và một cái mặt phẳng một mặt phẳng alpha gamma nó cắt với alpha, hay còn gọi là nó giao với alpha tại một đường thẳng. Thì từ hai điều này ta sẽ suy ra được rằng gamma cũng giao với beta tại một cái đường thẳng thứ hai, và đặc điểm của hai đường thẳng này là a nó sẽ đường thẳng a song song với đường thẳng b, được chưa? Rồi thì định lý số 3 phát biểu như sau: cho hai mặt phẳng song song với nhau, có một mặt phẳng thứ ba cắt mặt phẳng này tại một giao tuyến, thì nó cũng cắt mặt phẳng tia tại một giao tuyến, và hai giao tuyến này nó song song nhau, ok chưa? Thì hai giao tuyến này nó song song nhau. Rồi để làm được, để chứng minh điều này thì mình sẽ vẽ một cái hình cho mặt phẳng alpha này, mặt phẳng beta này. Hai mặt phẳng này nó song song nhau và có một mặt phẳng thứ và một mặt phẳng thứ ba cắt alpha tại a, thì nó cũng sẽ cắt beta tại b, và hai cái giao tuyến này nó song song nhau, được chưa? Rồi do gamma nó chứa a, mà a thì có nằm trong mặt phẳng beta không? A không có chứa trong mặt phẳng beta, nên mình sẽ suy ra được gamma và alpha là hai mặt phẳng phân biệt, ok chưa? Bước đầu để xác định hai mặt phẳng phân biệt để chi ạ? Thì mình biết rằng vị trí tương đối của hai mặt phẳng thì sẽ có những cái vị trí thứ nhất là trùng, thứ hai là cắt, thứ ba là song song. Bây giờ trường hợp mà hai mặt phẳng này phân biệt rồi thì trường hợp trùng đã bị lỗi, ok chưa? Vậy trường hợp thứ ba song song, được chưa? Thì nếu gamma mà song song với beta mà gamma lại chứa a, vậy đồng nghĩa điều gì ạ? Đồng nghĩa với vấn đề là qua một đường thẳng mà có tới hai mặt phẳng song song với mặt phẳng beta, điều đó vô lý, được chưa? Qua một điểm hay qua một đường thẳng, tôi chỉ kẻ được duy nhất một mặt phẳng song song với một mặt phẳng đã cho thôi các bạn, được chưa? Vậy chỉ còn trường hợp là nó gamma và beta cắt nhau tại b, được chưa? Thì do alpha và beta song song, alpha và beta thì nó song song nhau, mà gamma giao với beta hay còn gọi là cắt beta tại b, vậy mọi đường thẳng của nó đều song song với mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng alpha, cũng song song với giao tuyến của nó, được chưa? Vậy a song song với beta. Đó là chứng minh định lý số 3 các bạn. Định lý số 3 phát biểu như thế nào? Cho hai mặt phẳng song song với nhau, có một mặt phẳng thứ ba cắt một trong hai mặt phẳng tại một giao tuyến, thì nó cũng sẽ cắt cái mặt phẳng còn lại tại một giao tuyến, và điểm của hai giao tuyến đó song song nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Các bạn nào mà có vướng mắc gì thì các bạn có thể comment, mình sẽ trả lời lại sau nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.